Mẹ con gì đây? Chết. Xả. Vớt anh lên lấy đây cho tôi. Anh Dũng ơi, em đang xả nó ăn chép này. Không? Thôi mày khóc. Hello, xin chào bạn. Các bạn vừa thấy đấy, mình vừa thấy xuống hai viên xả thì chép đã đỡ rồi. Thế là báo hiệu một ngày cháy nãy cho anh em ạ. Và mình là Phạm Quách Thư Quân của Salami Fishing. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ở cái hồ 135 đội cấn này. Hôm nay lại đi dọn dầu tiếp anh em nhé. Vào mồi luôn. Mình vừa xả xong chán chê rồi thì cũng bong con chép rồi, con chép khá là to, chủ hồ vừa thả hôm qua xong. Hôm nay quạch là vào cá sấp đôi anh em ạ. Nước này khá ca, cái này chồng đây là 1m8 gần 2m nước ấy. Hôm nay mình đánh một cây cần cây làm đồ 9H trục 1.5 hẹp 1.2 kéo luôn, bốc hết, bốc nhiệt tình luôn anh ạ. Không biết câu hôm trước mà cứ giật một lúc như này sắp đôi với cả đã thấy mỏi tay lắm rồi. Chứ không có chuyến xe nào đi không được, gần như là sắp đôi với cả cá to khá là nhiều. Nay mình vẫn đánh mồi vuốt anh em nhé. Đấy, một gói đông lạnh, một gói rô vịt tím, thêm một chút hương liệu nữa. Nhìn thấy thích không? Hôm nay anh em thì đi lấy cái giải tác mình. Hôm nay mình có một chút việc bận buổi sáng nên là mình không đi được. Rất là tiếc nên đành phải ra một bà làm về rồi chồng vả to cho anh em. Đấy, lại sắp đôi tiếp. Không ngồi mà ấy đâu mà. Đấy, đây rồi. Đánh ở Ninh Bình mà cứ sắp đôi như thế này thì mấy mà nhất anh em nhỉ. Bao cá. Cái cá hôm nay vừa đánh thì khán giả rất là đông anh em nhé. Nay mát trời. Mô lão ra xem mấy anh em về rồi. Tưng bừng luôn. Cái video của mình hôm nay thì phải chia là mấy phần. Và đây mình phải thêm xả được rồi. Ok, thêm xả mà tụt phao của tôi. Mình vừa đánh vừa kẹp xả. Giữ được ổn tốt hơn. Nên mình đánh cái thời gian nó cũng không dài. Đấy, hơn 2 tiếng nữa. Nhạc Nguyễn Sufi về lọc. Êm tí đi ngọn. Mất con to rồi. Con. Bóng mất con to như vậy. Này đi. Nên mình đánh rất là thích. Làm đồ 9H đúng không? Vẫn là một cái gì đấy đánh khá là ok. Chưa giật được vòng cổ tay. Ở video lần sau thì mình sẽ tổng hợp cho anh em tất cả những cái pha bốc cá của mình ngày hôm nay xem mà phê như thế nào. Một chấm đen, một rô phi anh em nhá. Đây rồi, đây rồi. Quý này gọi là cái bàn là đấy anh em ạ. Ở video đến đây thì cũng hơi dài nên mình sẽ tiếp tục ở cái phần tiếp theo của chuyên mục về rô nhé. Và mình là Phạm Quách Thư Quân để cho anh em nhé.